Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 10 năm 2021. Bây giờ là khoảng 8 giờ 15 phút tối và Việt Nam hôm nay là sáng ngày thứ ba ngày 12 tây tháng 10. Thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào giá cả của Bitcoin đi thì các bạn sẽ thấy được là giá Bitcoin tiếp tục thì tiến lên từ từ các bạn thấy được là ngày hôm nay đó thì giá Bitcoin phần lớn là xây có mức là khoảng 57.000 đô và cái mức cao nhất cái tỷ khoảng chừng là 7 tiếng đồng hồ đó là giá Bitcoin lên tới cái mức là 50 7.800 Bây giờ các bạn thấy được là trong vòng khoảng thời gian khoảng chừng là 2 tiếng qua Thì đã điều chỉnh xuống một phần ít Bây giờ các bạn thấy được là giá Bitcoin là ở mức là 56.540 Dù sao đi nữa các bạn thấy được là giá Bitcoin cứ tiến lên từ từ trong vòng mấy ngày qua Và các bạn zoom ra đó thì trong thời gian là các bạn thấy được là tình hình Là từ ngày 29 tây tháng 9 á, thì giá Bitcoin đã có nhiều đợt tăng đột xuất Từ cái mức là ngày 29 tây chỉ khoảng chừng là 40.750 40.700. 90 thôi Bây giờ đã lên tới là 56.539 rồi và chúng ta vẫn chưa thấy có một cái đợt điều chỉnh nào hết Tôi sẽ nói tới vấn đề này một lát nữa Nhưng mà cái điều thú vị đây đó là gần đây các bạn thấy được là tình hình của thị trường chứng khoán thực sự là không có được tốt lắm Khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu của CNBC đi Thì các bạn thấy được là hiện bây giờ đã các chỉ số futures là điều là màu đỏ hiện bây giờ như là Dow Future, S&P Future và Nasdaq Futures là màu đỏ hiện bây giờ thì chúng ta nhìn vào tình hình kết thúc của những cái chứng khoán ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta nhìn vào Hoa Kỳ đó thì những chỉ số như là chỉ số Dow Jones hôm nay cũng đi xuống các bạn thấy S&P 500 và Nasdaq đều đi xuống ngày hôm nay Chúng ta nhìn vào vàng đi Thì vàng bây giờ là vẫn dưới 1.800 đô Bây giờ là 1.759 Nhưng mà bây giờ cũng có sự tăng trưởng nhẹ là 0 19%. Nhưng mà các bạn thấy được là tình hình đó, Thì cái sự thú vị là trong vòng Cái khoảng thời gian là hai tuần qua Chúng ta đã bắt đầu thấy được là Thị trường Bitcoin Chúng ta nói riêng về Bitcoin thôi Tại vì crypto nói chung Thì nó khác một chút Nói riêng về Bitcoin đó, Thì các bạn thấy được là Cho dù là chúng ta thấy là Chứng khoán không có được tốt nhưng mà các bạn vẫn thấy là Bitcoin có tiến lên và tiến lên. Và đây cũng là một những điều mà chúng ta muốn thấy là càng ngày đó thì cái xu hướng Bitcoin nó càng không có đi cùng với xu hướng của chứng khoán. Và đây đã điều mà chúng ta nói tới nhiều lần trước đây. Các bạn thấy được là chúng ta có một khoảng thời gian nhiều khi Bitcoin đi cùng với chứng khoán nhưng mà thời gian dài hạn các bạn sẽ thấy được là Bitcoin thật sự là một loại tài sản riêng có, có hướng đi riêng chứ không phải là cùng một xu hướng hay là ngược xu hướng với lại thị trường chứng khoán chúng ta muốn thật sự là thấy Bitcoin là một cái loại tài sản riêng biệt và đó là lý do tại sao mà những nhà đầu tư cần phải có Bitcoin trong danh đầu tư của họ để mà đa dạng hóa Tại vì Bitcoin sẽ không có lúc nào cũng đi cùng xu hướng với lại vàng hay là xu hướng với lại chứng khoán Bitcoin sẽ có cái hướng đi riêng Và chúng ta thấy đó là tình hình bây giờ là giá bitcoin đã ở mức là 56.611 rồi thì khi mà chúng ta nhìn vào cái sự phán đoán của Plan B trước đây đó thì các bạn thấy được chúng ta chỉ có 11 ngày vào trong tháng 10 này thôi thì trong vòng 11 ngày qua các bạn đã thấy được là Plan B đó chuẩn đoán trước đây là dựa theo tài liệu on-chain nó kết thúc cái mức giá tệ nhất tháng 8 và là 47.000 đô tháng 9 là 43.000 đô và Plan B đã đoán đúng hai lần. Đây là cái tài liệu Plan B đã chia sẻ hồi tháng 6 của năm 2021. Thì tháng 8 và tháng 9 thì Plan B đều đoán đúng. Thì bây giờ nhiều người đang chú tâm nhìn vào tháng 10. Bây giờ giá Bitcoin đã là 56.600 rồi. Thì cái khoảng cách từ cái mức này lên tới 63.000 là cái mức mà tệ nhất mà có thể kết thúc tháng 10 đó. Thì các bạn thấy được là cái khoảng cách không còn xa nữa. Cho nên nhiều người bây giờ vẫn tiếp tục nhìn vào cái phán đó này của PlayBy coi coi là tháng 10 này PlayBy có một lần nữa đoán đúng hay không? Tại vì tháng 11 PlayBy đoán là 98 và tháng 12 PlayBy đoán là cái mức tài nhất kết thúc phải là 135.000 đô và trước đây đây nhiều bạn nói là trong 3 tháng tháng 10, tháng 11, tháng 12 chỉ cần một trong 3 tháng đúng thôi là các bạn đã thấy vui rồi. Bây giờ các bạn thấy được là tình hình là Bitcoin đã gần gần tiến tới 60.000 đô và 60.000 đô là không còn xa nữa. Nhưng mà thường nghĩ là một trong những điều mà ít bạn nghĩ đến là Bitcoin tiến tới gần 60.000 đô. Nhưng mà tình hình altcoin là không có được ổn lắm. Và Thùng sẽ nói thêm cái vấn đề này một lát nữa. Nhưng mà nhìn chung đó, thì các bạn thấy được là tình hình là giá Bitcoin ngày hôm nay đó. Đi Thùng refresh lại. Và chúng ta xem coi là khoảng cách của Bitcoin bây giờ so với cái mức cao nhất đó. Mức cao nhất từ trước tới bây giờ là 64.805. Thì giá Bitcoin hiện bây giờ so với cái mức cao nhất đó là cách khoảng cách là bao nhiêu thì chúng ta sẽ chuyển qua để mà nhìn vào all time high thì các bạn sẽ thấy được là giá Bitcoin hiện bây giờ đã cách cái mức cao nhất chỉ có 14,78% mà thôi. Con số này là không có nhiều. Chúng ta sẽ thấy được là dễ dàng các bạn thấy được trong vòng 6 ngày qua thôi là Bitcoin đã tăng 16% rồi cho nên nếu nói là Bitcoin cách đỉnh cũ chỉ có 14% thôi thì không còn khoảng cách quá xa nữa. Nhưng mà đến cái mức này đó thì chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà xem coi là bây giờ chúng ta đã đang tới gần cái đỉnh cũ rồi đó thì mọi người bây giờ cảm giác như thế nào? Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ mà nhiều bạn có thể cũng đã biết đó chính là sàn năm rồi global thì như bạn có đã biết là sàn này ra mắt đó là chỉ hơn khoảng chừng 3 tháng nhưng mà tới thì hiện tại đó thì sàn Namroi Global đã có lên tới là hơn 600.000 thành viên tham gia vào giao dịch trên sàn Namroi Global. Thêm điều đó đó là sàn Namroi có hệ thống thanh toán cũng rất là nhanh, khớp lệnh nhanh chóng và những tính năng cần thiết như là IEO, spot, futures, margin, staking, OTC, airdrop vân vân và đặc biệt là ngày 10 tháng 10 vừa qua đó sàn Namroi Global đã tiến hành trả airdrop cho những thành viên mà đã tham gia giao dịch trên sàn và việc này cũng dẫn đến nhiều cái sự quan tâm đến từ nhiều cộng đồng ở trong thị trường crypto thì đặc biệt đó sàn năm rồi còn liên kết các kế hoạch để mà mở rộng hệ sinh thái với những cái dự án khởi nghiệp và kết hợp với những dự án này để họ có thể tiếp cận với một cái nguồn vốn lớn từ cộng đồng qua hình thức là đầu tư vào IO trên nền tảng của năm rồi IO thì tính thời điểm này đó những dự án mà triển khai IO trên sàn năm rồi global đã nhận được cái sự quan tâm cần thiết đến từ cộng đồng ở giai đoạn đầu thì ngày 7 tháng 10 vừa qua đó, đó chính là cái sự kiện Blockchain for Smart Economy mà như bạn cũng đã biết Tổ chức tại Dubai cũng đã rất thành công với sự góp mặt của ông David Đỗ là CEO của sàn năm Rồi Global Với bài phát biểu liên quan đến tại sao Blockchain thay đổi thế giới Các bạn có thể xem lại cái bài phát biểu này ở trên Youtube hoặc là nền tảng mạng xã hội của năm Rồi Global Thì sự kiện góp Blockchain đó đang diễn ra trong tuần này Góp blockchain week thì sẽ được xem như là một cái hội nghị thượng đỉnh của ngành blockchain ở Dubai quy tụ những cái chuyên gia đầu ngành. thì cái mục tiêu của sự kiện blockchain này đó ra mắt không chỉ là nhằm mục đích là giáo dục những khán giả biết thêm về blockchain và liên like blockchain mà mục đích cũng là kết hợp những chuyên gia đầu ngành với nhau để mà nói về những cái vấn đề cực kỳ quan trọng đó chính là cái nhận thức liên quan tới bình đẳng và đa dạng trong kinh doanh cũng như là công nghệ và quản lý ngày nay thì sang năm global đó là nhà tài trợ của sự kiện và ông david đỗ ceo của năm rồi global cũng sẽ góp mặt trong một sự kiện trong đài này của tuần này đây là những cái thông tin mà sàn Nam Global muốn thường đem đến cho các bạn Nhưng mà nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về sàn Nam Global đó Thì có thể bấm vào cái link bên dưới của cái video này để mà tìm hiểu thêm những thông tin Các bạn cũng đã nhớ đó là cái đây không có lâu Đây là cái tài liệu thường chia sẻ gần như là 3 tháng trước đây Đây là cái bài thường đã chia sẻ trên những mạng xã hội như là Facebook, Twitter và Telegram Và ngày 27 tây tháng 7 năm 2021 Lúc này đó là giá Bitcoin là bao nhiêu khi mà để thường trở lại Chúng ta sẽ nhìn vào biểu đồ của nến ngày đi Thì ngày 27 tây tháng 7 Thì lúc này đó là giá Bitcoin là khoảng 36.000 đô, 37.000 đô Thì cái thời điểm đó đó chúng ta thấy được là tình hình nhiều người vẫn còn đang rất là lo sợ Tại vì chúng ta đã thấy là giá Bitcoin đã đi trở xuống Và đi xuống tới những cái mức như là dưới 30.000 đô Nhiều lần ở trong khoảng thời gian là từ là giữa tháng 5 cho đến chúng ta thấy là cho đến là cuối tháng 7 thì ở thời điểm này đó rất là nhiều bạn lo lắng. Các bạn có nghĩ đi chúng ta đang ở cái thời điểm này ngày 27 tây tháng 7 thì thời điểm này đó nhiều người không biết được là tình hình sẽ như thế nào. Chúng ta có thấy Bitcoin lại cắm đầu trở xuống và đi xuống dưới 30.000 đô nhưng là nhiều bạn lo lắng hay là không. Thì lúc đó thường đã chia sẻ à, một cái bài viết với các bạn đó là có thể là các bạn nghĩ là thuận quá bullish nhưng mà đọc cái comment và lướt trên Twitter thì được không thể không nghĩ đến cái khả năng là chúng ta đang ở giữa hoài nghi và hy vọng trong hai tháng qua biểu đồ tâm lý đã reset lại thì thường đã để cái hình này ở trên màn hình thì các bạn đã biết đó đây là cái biểu đồ gọi là biểu đồ tâm lý thị trường nhưng mà nào mà không rành thì thường sẽ à, chia sẻ một cách nhanh chóng với các bạn tại vì thường đã từng chia sẻ biểu đồ này nhiều lần với các bạn rồi thì đây là biểu đồ chu kỳ tâm lý thị trường mà áp dụng trong nhiều thị trường chứ không phải riêng là thị trường crypto thì một cái chu kỳ đó lúc nào cũng sẽ bắt đầu từ hoài nghi và kết thúc đó là chán nản thì cái chu kỳ trên xu hướng đi lên đó, chúng ta sẽ đi từ hoài nghi đến hy vọng đến lạc quan đến niềm tin đến phấn khích đến hưng phấn rồi sau đó chúng ta sẽ đi ngược trở xuống và chúng ta sẽ có những cái tâm lý như là kiêu căng lo ngại phủ nhận hoảng loạn đầu hàng phẫn nộ rồi chán nản sau đó chúng ta sẽ bắt đầu một chu kỳ mới bắt đầu từ sự hoài nghi thì làm sao chúng ta biết được chúng ta đang ở đâu bằng cách là các bạn nhìn vào những cái chữ bên dưới này thì các bạn có cái suy nghĩ hay là có cái cảm giác như vậy hay không như là hoài nghi đó thì các bạn sẽ có những cái cảm giác hay là nhiều người trên thị trường sẽ có cái cảm giác là lần tăng giá này là sẽ không thành công như những lần khác các bạn vẫn đang hoài nghi hy vọng các bạn sẽ có cái cảm giác là sẽ có thể khôi phục lại và lạc quan là các bạn bắt đầu có một cái sự tin tưởng là thị trường đã thực sự lên niềm tin thì các bạn sẽ nghĩ là bây giờ hãy tập trung vào đầu tư thì hồi tháng 7 đó thường đã chia sẻ với các bạn là thường nghĩ là cái sự xuống giá mới đây đó đã đẩy nhiều người ra khỏi thị trường này và sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ thấy một cái sự reset lại của biểu đồ này và hồi tháng 7 chúng chia sẻ với bạn chúng ta có thể đang ở giữa hoài nghi và hy vọng có nghĩa là cái sự tăng trưởng vẫn còn ở trước mặt của chúng ta thì bây giờ đó đã là 11 tháng 10 rồi thì bây giờ đó các bạn nghĩ như thế nào thật ra mà nói lúc đó đó các bạn chỉ suy nghĩ là một là chúng ta đang ở hoài nghi và hy vọng hay là chúng ta thật sự là đang ở trên con đường đi xuống là cái chỗ là uh, lo ngại hay là kiêu căng đó là hai cái cảm nghĩ mà nhiều người nghĩ đến thời điểm đó Nhưng mà bây giờ đã trải qua hơn 2 tháng rồi Thì tôi muốn biết là các bạn có suy nghĩ như thế nào Thì đội thương cáp video đó đã tạo ra một cái cuộc bỏ phiếu Một lần nữa thì các bạn thấy tổng cộng bây giờ đó Qua vài giờ đã có tổng cộng là 315 bạn bỏ phiếu Và cái phần trăm lớn nhất hiện bây giờ Các bạn thấy được là chúng ta đang ở giữa hoài nghi Hy vọng và lạc quan và thậm chí niềm tin Các bạn thấy được là tổng cộng đó là 10%, 13% là 20% 3% tổng cộng cộng với lại 38 cho là 40 đi thì đây là khoảng chừng là 63% và 83% thì hầu như là 83% hơn 80% các bạn nghĩ là chúng ta đang ở giữa hoài nghi, hy vọng, lạc quan và niềm tin. Đây là cái số lượng bạn lớn nhất 80% của các bạn nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong cái khoảng cách này, hoài nghi, hy vọng lạc quan và niềm tin. Khoảng chừng là 10% các bạn nghĩ là chúng ta vẫn đang hoài nghi lần tăng giá này có thể là không thành công như những lần khác. Và cái phần còn lại đó là 13% các bạn nghĩ là chúng ta có thể là đang khôi phục lại và trở về đỉnh cũ. Còn lại thì là 38% phần lớn nhất nghĩ là chúng ta đang ở trong cái tình trạng lạc quan. Nhiều người bây giờ đã có cái lòng tin hơn là thị trường thực sự lên. Và 20% các bạn là nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong cái thời điểm là niềm tin. Bây giờ là hãy bắt đầu tập trung về đầu tư. Thì 80% của mọi người nghĩ chúng ta đang nằm ở trong cái khoảng này. Có nghĩa là cái sự tăng trưởng mạnh nhất vẫn còn nằm trước mặt chúng ta có nghĩa là phấn khích và hưng phấn thì các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới thôi nên thì nghĩ là nếu như mà trước đây hai tháng mấy thường nghĩ là chúng ta đang giữa hoàn gì mà hy vọng nên thì bây giờ thường nghĩ chúng ta đã đi qua khỏi cái hy vọng mà chúng ta thật sự là đã tới cái mức lạc quan đối với thường là chúng ta đang ở cái mức này thì các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới hay là các bạn có thể lên những mạng xã hội và tham gia vào cái cuộc bỏ phiếu này